cái anh thôi được vô trong. Cái anh thôi được vô trong. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đồng hành với hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc. Và khi nói đến đối thủ Trung Quốc thì chắc chắn là những ký ức đẹp sẽ lại ùa về đối với chúng ta, những kỷ niệm mà mới diễn ra cách đây 2 năm thôi.